Đức Giê-xu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải là chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ bốn mùa phục sinh, phụng vụ lời Chúa hôm nay nói đến sự tự do đích thực. Thưa quý ông bà, anh chị em, tự do là điều con người hằng trân trọng. Bao nhiêu người dám chết để đổi lấy một chút tự do. Các bạn trẻ ngày nay thèm được tự do để được là mình. Nhưng tự do không phải là muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu cho chúng ta thấy tự do đích thực là gì. Ngài nói với những người Do Thái rằng: Không phải tự tôi nói ra, nhưng chính Chúa Cha đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, phải tuyên bố gì. Những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Như vậy, tự do đích thực không đến từ ý riêng, nhưng đến từ thánh ý Thiên Chúa. Bằng việc chọn lựa và thực thi thánh ý ấy trong cuộc đời, chúng ta thấy bao nhiêu lần trong tin mừng Gioan đã ghi lại, Đức Giê-xu đã quả quyết, Ngài không tự mình nói gì, cũng không tự mình làm gì, Ngài chỉ sống theo lệnh truyền của Thiên Chúa Cha. Khi vào trần gian, Ngài thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Cha. Trong hành trình đi rao giảng, Ngài nói với các môn đồ: Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai Thầy. Rồi trước khi bước vào cuộc khổ nạn và cái chết, tại vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin cất chén nắng này khỏi con, nhưng một, xin vâng theo ý Cha. Như vậy, chúng ta thấy rằng cả cuộc đời của Chúa Giê-xu, Ngài hằng vâng phục thánh ý Thiên Chúa và thi hành lệnh truyền của Thiên Chúa. Chính vì thế, Ngài trở nên nguồn ơn cứu rỗi cho nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa Giê-xu, Ngài là nguồn ánh sáng, và hãy ra khỏi bóng tối của tội lỗi, của sự chết. Hãy lắng nghe, đón nhận và tuân giữ lời Ngài. Trong cuộc đời, ta có nhiều âu sầu, lo lắng, ta gặp nhiều những khó khăn, thử thách, những thử thách về phương diện thể xác lẫn tinh thần. Nhưng những thử thách này nhằm tinh luyện đức tin của chúng ta. Nếu ta biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa, tín thác mọi sự trong tay Ngài, ta sẽ được bình an hơn và sẽ được tự do đích thực mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Xin cảm ơn cộng đoàn.